Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái USB boot. Đầu tiên chúng ta cần tải cho mình hai file, một là file phần mềm ISO này và cái file công cụ tạo boot này. Ở đây mình có tải sẵn rồi. Đầu tiên chúng ta tải và cài ISO này lên và chúng ta tải công cụ tạo boot này. Khi tải xong chúng ta kích vào chuột phải và chọn theo đường dẫn này, và chúng ta có khả năng chúng ta sẽ cho nó giải nén ra. Chúng ta giải nén sẽ tạo được một thư mục. Đây mình giải nén được thư mục này. Khi tạo được một thư mục rồi, chúng ta kích vào thư mục và chúng ta chọn DLCD menu này. Đây, nó sẽ nổi ra một cái cửa sổ và chúng ta kéo xuống đến cái phần USB tút, chọn vào USB tút và chúng ta kích vào mục Bluetooth này. Ok, nó sẽ tự nhận trên máy có USB. Đây ở trên máy mình có sẵn một USB 16GB OS, và chúng ta ở phần này chúng ta chọn vào mục này. Ok, phát mình chọn phát 32, tên đây chúng ta có thể đổi tên tùy thích. Ở đây mình sẽ chọn đến đường dẫn cơ bản là phải chỗ này, bạn chọn đến đường dẫn, tìm đến đúng ổ này, bộ công cụ tạo boot này, nhớ là cái bộ chưa giải nén này. Ok, giải nén này mục đích mình chỉ để lấy cái menu để mình vào cái menu cửa sổ này. Đây, cái cửa sổ này, nhưng mà khi đã ra rồi thì mình vào phải chọn ở đây. Ok, đây file ISO ảnh này. Rồi chúng ta restart là chúng ta sẽ tạo được một cái USB. Xem nó sẽ xác nhận lại một lần nữa, bạn có đồng ý không? Mình di và đồng ý đi. Đồng ý. Thì là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái USB boot. Chúng ta chờ cho nó giải nén xong đi. Đây, chúng ta cứ chờ. Khi nào xong là chúng ta nổi chữ cơ lô lên là chúng ta đóng lại. Đóng lại là chúng ta sẽ có một cái USB boot. Nên nó copy file ISO hơi lâu vì cái file này nó hơi nặng, sẽ copy vào trong cái USB của mình. Đây là phần mềm tạo USB boot mà mình cảm thấy nó đơn giản nhất và dễ nhất. Bạn nào mà không có link tải file USB boot thì có thể nhắn tin, mình sẽ gửi link cho. Mà tí nữa mình sẽ chia sẻ trên Google Drive. File này mình sẽ để trên Google Drive. Mình sẽ copy cho các bạn. Đây, mình sẽ vào Google Drive.
Cái USB tắt bút của mình đây. Đây có cả hai file luôn, mình sẽ chia sẻ cái địa chỉ này của mình cho các bạn. Đây các bạn có thể vào địa chỉ này. Còn ai mà không nhìn thấy nó dối nhiều chữ, đánh nó lâu thì có thể nhắn tin địa chỉ Gmail cho mình. Địa chỉ mail cho mình sẽ gửi link trực tiếp qua email. Địa chỉ mail của mình là damsanoto@gmail.com. Cái dung lượng này là hơi nhiều, máy có hơi lâu. Một ghi ba, một ghi tư, nó có USB mình chắc là nó tốc độ đọc nữa, tốc độ ghi nó hơi bé. Cho có 1,5 GB thì 1,4 GB rất là lâu, tùy theo USB của bạn. USB nào mà tốc độ ghi càng nhanh thì nó có càng nhanh.
Ok, vậy là chúng ta đã có xong thành công một cái USB. Đây, USB đã có xong. Mình có thể kiểm tra. Ok, lên được như này là chúng ta đã thành công. Chúc các bạn thành công.